Xả hết đường rồi này. Đoạn này là còn dễ đấy, đoạn dưới còn bảo anh em bảo ở dưới không đi được đâu. Quay phim lại xem nào. Đổ hết cả cây trên đồi xuống rồi mà. Tà lui này. Thôi ra kia lấy xe đã. Đây còn bên này nữa này. Một đoạn dài từ đây lên trên kia. Tà lui đây. Ui dồi sâu lắm. Đấy, đi xe này lên. Thôi đi, sợ gì đâu. Đi rồi. Ui giời, thế này đi làm sao được đây. Ui, ui dưới đi. Sợ chưa. Ui, dắt xe qua đây kinh nhỉ. Này, là lui này mà nó sập xuống bất cứ nào chết hết. Còn dưới này là vực này. Sâu chưa. Đoạn này khủng khiếp luôn. Bắn à? Xem chuyên gia này xuống nhá. Anh người thường dám xuống vào bên này là vực sâu thế này. Đấy. Xem đại ca này xuống. Trên này là tà lui này. Đường sạt lở hết rồi. Đấy, tà, đấy đi nghiêng bên phải. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Úi dồi, úi dồi. Đúng là chuyên gia nhỉ, chuyên gia khác anh em mình thật đấy. Xem chuyên gia này lên. Cái này người ta gọi là siêu off-road. Ui, đường tôi đi mùa mưa này khổ lắm. Lên. Lên. Kinh quá cái đoạn này. Bên này là vực này. Trên này là còn bẩn lắm, đường không đi được luôn. Thôi đi thôi. Này, giày dép chân tay này. Sợ thế cái đoạn này. Khi mình dắt thế này nó không quá nguy hiểm hết, cái sức khỏe của mình. Phải ngồi lên xe nhảy. Vấn đề là phải có ủng cơ, không có ủng rút chân phát vào là thụt ngay mất dép. Đây còn một đoạn nữa, gỗ đổ ngang rồi. Chắc là khênh qua thôi. Khênh xe qua.